Chào mừng các bạn đã quay lại với Mike Jason Channel. Hôm nay trước khi đi thăm viếng lăng mộ của các vị hoàng đế thì mình mời các bạn cùng mình trải nghiệm với quán cẩm bún bò Huế nổi tiếng nha. Đây, mời các bạn. Quán cẩm Sò Lạc ở 45 Lê Lợi, Huế. Điện thoại là 02343931762. Nếu các bạn có tới đây thì không nên ngần ngại ăn bún bò Huế ở đây nha. Wow, cái nồi bún bò Huế hấp dẫn quá. 6 tô. Nồi đẹp. Nồi đẹp. Với lại một tô của em là có tái nước đó. Đây. Chả bò. Ok, hai tô nữa. À, mẹ với Thảo không ăn huyết. À, không ai ăn huyết hết. Có một đang ăn rồi. Thấy ăn nhưng mà wow, cái nồi bún bò quá ngầu luôn các bạn. Bò trộn lên. Có chả cá viên, chả bò viên. Bò bắp. Cái này có xương heo, có bò bắp. Ủa đây không có giò hả chị ha? Dạ có, nhưng có hẹp anh à. Hết rồi, wow tiếc quá hả? Nó chưa có cái này mà ăn là hủy hơn thế này. Có cái gì chị? Cái xương này mà có ăn là hủy hơn thế này. Ờ à, vậy cho em cái một tô có cái xương đó nha. Dạ, lấy đồ không ăn chả cua, chả bò thôi. Không cảm nha. Rồi. À, tô mà có cục xương đó thì cho hai loại chả đi nha. Rồi. Là sáu mươi đấy. Dạ, ok. Hồi sao có miếng thịt bò bắp gì trời? Tí thôi tô ấy, tí tao vừa đấy. Hai lạc vi nhỏ nhỏ. Cái này một lỗ chả bò. Đây là chả bò 1.700.000, cái con họ là chả heo, họ cũng kiểu biến tổng. Ờ. Xem rớt. Đây, quá hấp dẫn các bạn. Dạ, dạ, con chưa có tiền lẻ dạ. Tao máy to rồi. Số này của em phải không hả chị? Rồi, ok, rồi. Con nặng nữa không? Rồi hai tô chả bò nữa. Ý đừng lấy ớt nha, gấp ớt ra được không vậy? Không ăn cay được, xin lỗi. Vừa chưa ớt cho người khác. Đây là cái tô mình. Còn có bò bắp chứ gì ta? Thôi chị cho em là bò bắp với một cục chả bò thôi. Đây là tô của mình. Mình là order trực tiếp, đặc biệt hơn. Đây là tô bún lớn à, không biết ớt này cay không, bỏ chút xíu nha. Cay à, cay lắm hả? Định bỏ ớt sa tế vô chút xíu, một chút xíu cho nó thơm. Đây mình ăn ớt rất là nhiều các bạn. Mình có thay đổi đây. Đúng rồi không? Cái đấy gì vậy? Là vừa xương heo, vừa thịt bắp này. À, cái này đi, mà đừng lấy nước rồi. À, không lấy nước rồi. À, lấy cái tô y chang. Y vậy à, có chả cua không? Nói chung y vậy. Ok, mình sẽ có chả bò. Chả bò đây, chả cua. Một cục sườn. Một cái bò bắp, không biết nằm ở đâu rồi. Ở đây bò bắp cho con miếng nè các bạn. Chị mới bỏ miếng bò bắp vô nè. Mình nghi lắm, mình nói sao không thấy bò bắp vậy. Thì ra là thiếu, gấp lại tặng bàn bỏ vào. Bò bắp quá mềm luôn, quá ngon luôn các bạn. Dặn thử miếng ăn chả cá nha. Chả tôm, chả tôm, chả cua nha. Ngon. Có tiêu trong đây nè các bạn. Thơm mùi Huế nha. Quá ngon. Ok, này ăn là bò biên nha các bạn. Cái
Bò viên quá ngon, dạng từ miếng huyết nha các bạn. Huyết ngon. Mình không ăn huyết đâu, nhưng mà lần này ăn thử cho biết nha các bạn. Quá tuyệt. Nhưng mà mình recommend là tại vì ở đây mình thấy có vị bột ngọt hơi nhiều, rồi bột nêm hơi nhiều, cho nên nếu các bạn ăn không quen thì cái đó là thật lòng, tại vì mình hơi sensitive với là nhạy cảm với bột ngọt, cho nên mình ăn feel liền. Nên các bạn mà thích ngon thì tới đây, nhưng mà muốn tránh bột ngọt thì nên tới đây nha. Ăn xương heo nha các bạn. Đây là mình review thật sự. Đối với mình thì bún bò Huế này nó không ngon. Thứ nhất một phần là tại vì nhà mình á, mẹ vợ mình á là hồi xưa có nhà hàng nấu bún bò Huế nấu rất ngon. Và mình khi mình ăn á, cái đầu tiên của mình á là nó có bột ngọt quá nhiều. Cho nên có thể là người dân ở đây người ta quen, giống như cousin của mình á, chị họ của mình á, ăn ở đây thì thấy rất là ngon. Và mọi người ăn đây thì rất là ngon, nhưng mà mình thì lại không quen bột ngọt, cho nên mình ăn mình thấy cái lưỡi mình nó ngót quá. Tô bún thì chỉ cho một miếng lát thịt bò găng thôi, rồi hai viên viên bò viên cua hoặc một viên cua hoặc là viên bò. Nói chung thì nó cũng hơi gọi là khiêm tốn chút xíu. Có lẽ là mình ăn nó phong phú quen rồi, cho nên mình review giúp tính cách là cá nhân thôi. Nó không có ý nghĩa là mọi người phải giống như mình. Thì mình đem lên đây là những cái gì mình cảm nhận và mình nói sự thật. Thì để mình coi coi cái giá của tô của mình là khoảng bao nhiêu tiền nha các bạn. Đủ của mình là 60.000 đồng nha. Tô lớn là 50 và tô nhỏ là 40. Thì cái tô của mình hồi nãy á, là nếu mà nói lớn á, thì cũng gọi đi so sánh với những cái quán khác là gọi là tô lớn đó. Nhưng mà thịt thà thì nó quá ít đi. Bún thì gấp khoảng trung bình là khoảng 4 hoặc 5 đũa. Nước thì mình không dám uống rồi, là tại vì nhiều bột nêm quá. Mình uống là lát mình sẽ bị cứng cổ, cho nên mình sẽ không có uống. Hôm mấy bữa trước thì mình ăn thì mình thấy không có bột nêm nhiều. Quán này thì bột nêm hơi nhiều. Đối với mình làm mình xin lỗi nha, mình chỉ chấm được là khoảng 4 star thôi, không có được là 5 star đâu. Tại vì cái vấn đề là phục vụ thì nếu mà nói về phục vụ thì mình chấm là 5 star, nhưng mà về cách nếu mà ra đúng luôn cái bún bò Huế á, vị á, thì mình sẽ không có chấm 5 star đâu nha các bạn. Nói chung đối với mình thì 60.000 thì mình không biết là có đắt hay không. Mình không có rành lắm bên Việt Nam, nhưng mà mình thấy thì cái nước lèo thì nó lại bỏ bột nêm quá nhiều là mình không thích. Cái đây mình lặp lại một lần nữa là cái đây là quan điểm riêng của mình, không phải là nói chung cho tất cả các bạn. Thì những người bạn nào ở bên nước ngoài giống như mình mà không quen ăn bột nêm á, thì mình recommend là đừng nên ăn ở đây, tại vì nó bột nêm hơi nhiều. Bột nêm có nghĩa là không phải bột nêm mà là bột ngọt hơi nhiều, nên mình ăn mình không có feel good, cho nên mình chỉ có chấm 4 star thôi nha các bạn. Gần đây thì nó có một cái chỗ gọi là để cho tổ chức đám cưới đó các bạn. Sau lưng của cái quán bún bò Huế này, và nó thuộc vào của cái khách sạn đây. Đẹp quá. Nên các bạn không muốn tổ chức đám cưới thì lại đây. Có khung cảnh rất là đẹp. Nói chung khách sạn này đẹp nha các bạn. Trang trí rất là đẹp. Ok, nếu mà các bạn thấy từ xa đó, đó là cái cầu gọi là cầu Phú Hội. Còn mé bên kia của cầu Phú Hội là chợ Đông Ba. Thì sau khi buổi ăn sáng này xong là mình sẽ đi đổi tiền. Thường thường thì anh họ của mình là anh Hải sẽ đi đổi. Nhưng mà hôm nay ra đây thì hết tiền rồi các bạn, phải đi đổi. Và lúc đó mình sẽ nói cho các bạn nghe cách đổi tiền như thế nào được lợi nhất nha. Và lúc đó mình cũng sẽ cho các bạn biết là cách đổi tiền so sánh giữa người Đài Loan với người Việt Nam khác nhau như thế nào nha. Ok. Sông Hương đẹp quá các bạn ơi.
Ok, hôm nay đổi tiền đô 100 đô mới thì nó được là 24.100. Thì nó hơn được khoảng 100 đó. Thường thường nó là 24.000 thôi. Thì ở đây thì mình thấy đổi, các bạn phải nhớ là đem tiền thiệt mới về, không gãy gốc, không, nói chung là thẳng tinh luôn, không có một cái dấu chấm, không có một chữ viết trên đó. Tại vì mỗi dấu chấm hoặc chữ viết thì người ta sẽ trừ tiền đi. Cái đó là cách đổi tiền ở bên Việt Nam. Và giống như anh tài xế nói là nếu mà tiền cái số, cái serial number là cái số, mã số trên cái tiền 100 đô đó đó, nó cũ thì cũng bị trừ tiền nữa, là cái số cũ á. Thì giống như bên Đài Loan thì nó chỉ có là số cũ thôi, là mất tiền thôi, chứ còn mọi thứ thì nó bình thường. Cái tiền mới tiền cũ bên Đài Loan không có quan trọng lắm nha các bạn. Thì mình vẫn khuyên là khi mà bạn đi chơi Đài Loan á, bạn hãy ra nhà băng bên Mỹ và đổi tiền thẳng bên đó thì nó dễ dàng hơn. Thì tiền bên Đài Loan thì mình đổi rồi mình xài cũng không có hết, nó dễ hơn là mình qua đây mình phải mất thời gian, giống như bây giờ là phải đi tới tiệm vàng hay nhà băng để đổi tiền, nó hơi mất tốn nhiều thời gian. Thì nhưng mà bên Mỹ thì nó lại không được đổi tiền Việt Nam. Nó có cái khó vậy là tại vì người Việt, nước Việt Nam mình không có cho đổi tiền ngoại tệ ở nước ngoài, thì là mình không có đổi được. Ok, cảm ơn bạn đã quay lại với My Jason Channel. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình khám phá chợ Đông Ba ở Huế nha các bạn. Chợ Đông Ba. Ủa gì cô ơi? Mình thấy giống như là một chợ Sài Gòn. Các hàng bán dọc hai bên. Đây có các dép rất là dễ thương nè. Cắn tay mình, cắn tay mình. Quá nhiều đoàn khô luôn các bạn. Mứt, cà pháo mắm tôm. Đây là khu vực bán hàng ăn uống và chè, miếng cuốn sách nổi nha. Bánh tráng. Ngon la, quá trời luôn, đẹp quá. Bên chị nhìn nhức luôn. Cô em cuộc dạy đẹp của cho cô. Hội An. Hội An. Cái kia để Hội An, còn này để Huế. Mình của Hội An. Cái này chơi dùm nhau với sầu bánh với nhân. Hút nấu, nấu xe mà nấu đó. Đó bây giờ thì trung tâm đây có tiệm tôm chua Cô Ti. Sao mà ra rồi sẽ không uống sẵn cái cây sữa. Mới đang hải không đến nguyệt á.
quá trời đồ hàng khô luôn các bạn. Ti cô ly nhiều quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.